các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe bạch minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển trung quốc Tây Du ký. các bạn thân mến, buổi trước các bạn đã nghe chuyện trần quang nhị được long vương cứu sống trở về triều đình được thăng thưởng giữ chức học sĩ để giúp việc cho triều đình. còn hai tên giặc cướp đã bị trừng trị một cách đích đáng. con trai của quang nhị là huyền trang vẫn quay về chùa Kim Sơn tu hành và trả ơn hòa thượng Pháp Minh. Nay xin tạm các câu chuyện trên quay sang nói đến bên bờ sông Kinh Hà ở ngoại thành Trường An. Có một người thuyền trài tên gọi Trương Tiêu, nữa là người đốn củi tên là Lý Định. Hai người tuy không phải là ông nghè trong trường học, nhưng cũng là những người biết chữ trốn non cao một hôm hai người vào trong thành trường an sau khi bán hết những vác củi trên vai và những tôm cá trong giỏ hai người đưa nhau vào quán rượu mùi rượu thơm phức mỗi người làm lấy một bình lững thững về bên bờ sông kính hà trương tiêu nói lý huynh ạ à, những kẻ nào mà ham danh rồi sẽ vì danh mà chết oan những kẻ trục lợi sẽ vì lợi mà hại đời đó hưởng lộc như ôm cọp bên mình, được ơn như nuôi rắn trong túi. Kể ra, huynh đệ ta ngày ngày vui với non xanh nước biếc, thảnh thơi qua ngày, còn gì bằng nữa cơ chứ? Trường huynh nói nghe có lý đấy, nhưng nước biếc của ông anh không bằng non xanh của tiểu đệ. Non xanh của ông anh không bằng nước biếc của tiểu đệ. Xin ông anh ấy nghe đây. Xa xa sóng bỗ thuyền con Giọng tây thi vẫn véo von quanh buồn Dỗi tìm cỏ ngát hoa thơm Lo phiền rửa hết chẳng màng lợi danh Vui nhìn cỏ cốc linh đênh Bờ lau ngàn liễu dập dành vợ con Sóng yên gió lặng ngủ ngon không phiền, không não, chẳng còn nhục vinh. Hay thì có hay đấy. Nhưng cũng xin ông anh nghe đây Mây quanh đầy dãy hoa thông Tiếng oanh ríu rít như cùng đàn ca Xuân về xanh thấm đỏ nhờ Hè nồng đuổi đến ngày giờ chuyển mau Đổi thay ngày tiết sang thu Hoa vàng thơm ngát ngao du thỏa tình Mùa đông rét đến thình lình Bốn mùa vui thú ngỡ mình thần tiên Hai người đọc những bài từ phú, rồi lại cùng nhau làm thơ đối đáp. Đi tới chỗ rẽ, khi chào nhau từ biệt, Trương Tiêu nhắc. Này, Lý Huynh ạ, à, đi đường cẩn thận nhé, lên núi chú ý tránh hổ, nhỡ có sự nguy hiểm xảy ra, e là đầu phố ngày mai thiếu bạn hiền đó. Do sự hiểu nhầm giữa hai người đâm to tiếng và cứ nói kháy nhau đố miệng chán chê xong Trương Tiêu lại làm lành Ông anh không rõ đấy chứ Trong thành trường An có một ông thầy bói ở phố cửa Tây Mỗi ngày đem biếu ông ta một con cá chép màu vàng Thì ông ta bói cho một quẻ Thật là trăm lần đánh trăm lần trúng Hôm nay tôi lại đi xem bói Ông ta bảo đóng lưới ở phía đông khúc sông Kính Hà, buông câu ở phía tây, tất phải được đầy lưới tôm cá ngày mai đem vào thành bán lấy tiền mua rượu lại cùng ông anh chuyện trò sau nói rồi hai người chia tay đi mỗi người một ngả đó chỉ là câu chuyện nói trong khi đi đường dè đâu trong cỏ có một tin dạ xoa tần nước ở sông kính hà nghe được câu nói trăm lần đánh trăm lần trúng vội vã về cung thủy tinh hoảng hốt tu lại với long vương Tài vạ tai vạ Tài vạ gì nào hạ thần đi tuần đức đến bờ sông ngộ gặp hai người đốn củi và thuyền trải chuyện trò với nhau lúc chia tay lão thuyền trải nói phố cửa tây trong thành trường an có một người thầy bói tính toán rất đúng nếu mỗi ngày cứ biếu y một con cá chép y sẽ bói cho một quẻ trăm lần đánh trăm lần chúng nếu họ cứ bói như thế chẳng hóa ra là loài thủy tộc sẽ bị diệt dần hết ư thì còn lấy gì mà tô vẻ đẹp cho thủy phú Lấy ai mà vượt sông lên gành giúp đỡ oai lực cho đại vương Long vương nghe nói Hầm hầm cầm gương định lên ngay trường an giết chết lão thầy với đó Thì bọn con rồng cháu rồng Cá quan, tôm cua, quân sư cá cháy, thiếu khanh cá thạch quế, thái tể cá chép đều chạy ra tô bầy. Xin đại vương hãy nguôi giận, người ta thường nói những lời mới qua tai chớ nên tin ngay đại vương đi lần này hẳn có mây theo mưa rút sợ làm kinh động đến dân trường an trời sẽ của trách đại vương là bậc phép thuật tài giỏi biến hóa lắm lối chỉ cần biến ra một kẻ tu sĩ vào thành trường an dò la thăm hỏi nếu quả có bọn đó sẽ chu diệt cũng chưa muộn Nhỡ ngộ không có bọn đó Chẳng hóa là giết oan người ta ư Long vương y lời tâu Bỏ gươm xuống Cũng không làm mưa gió nữa Liền ra tới bờ sông Vặn mình một cái biến thành một tu sĩ dáng người anh Tuấn Vẻ đẹp khôi ngô Người ấy khoan thai bước trên đường đi Thẳng tới phố Tây thành Trường An Đã thấy có một đám đông chen chúc lộn xộn trong đám có kẻ cất giọng huynh hoang Những ai mà bản mạch thuộc dòng Sẽ xung khắc với người thuộc họ Dần thân tị hợi tuy là hợp nhau Nhưng hôm nay lại phạm đến sao thái tuế Long vương nghe nói biết đích là chỗ thầy bói Bèn rẽ người ra, nách lên phía trước Nhìn vào trong Người này là ai vậy? À, hóa ra là ông chú của quan khâm thiên giám đài viên thiên cương tên là viên thủ thành ông thầy bói dáng người khôi ngô vẻ người đẹp đẽ đã lừng danh trong nước mà lại giỏi nhất trường an long vương vào trong nhà chào hỏi ông thầy bói xong đâu đấy thầy bói mời long vương ngồi trên gọi đồng tử bưng nước lên mời trà xong ông ta hỏi ông tới đây có việc gì đây ta muốn đến đây nhờ ông anh xem cho một quẻ mưa nắng thế nào. tức thì thầy bói gieo quẻ và đoán rằng mây tràn đỉnh núi mù bọc ngọn rừng. nếu mà xem mưa thì đúng vào sáng mai. ngày mai đến giờ nào thì mưa mưa được bao nhiêu tấc nước. sáng ngày mai đến giờ thìn thì có mây giờ tị có thấm, giờ ngọ thì mưa giờ mùi thì tạnh mưa được là ba thước ba tức lẻ bốn mươi tám giọt cô non này không phải bỡn đâu nghe nếu ngày mai quả có mưa đúng giờ và đủ mức đây xin tạ ơn ông năm mươi lạng vàng nếu không đúng được như vậy xin nói thật với ông tôi sẽ lột chiêu bài và phá cửa hàng ông ra rồi đuổi khỏi ra thành trường an không cho ông lừa dối dân chúng ở đây nữa được 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 tưởng là gì chứ việc đó thì tùy ông sáng mai mưa xuống ta sẽ nói chuyện sau long vương từ biệt ông thầy bói ra khỏi trường an quay về thủy phủ các tướng thủy thần lớn nhỏ đều ra đón đại vương đi xem bói ra sao rồi có có Chỉ là cái thằng thầy bói búa láo Ta hỏi bao giờ mưa Hắn nói là ngày mai mưa Ta hỏi đến giờ nào mưa bao nhiêu Hắn ta nói là Giờ thì có mây Giờ tị có sấm Giờ ngọ mưa Giờ mùi thì thái tạnh Mưa được ba thước ba tức lẻ bốn mươi tám giọt Ta thách đánh cuộc với hắn Nếu đúng như lời hắn nói Sẽ biếu hắn năm mươi lạng vàng nếu hơi sai một chút Ta sẽ phá cửa hàng đổi hắn đi nơi khác Không cho ở đấy lừa dối dân chúng nữa <laughs> Đại vương là đại thần giữ việc làm mưa Tổng quán cả tám ngọn sông Có mưa hay không mưa chỉ có đại vương mới biết được Sao nói lại dám nói bậy như vậy Lão thầy bói nhất định thua đất rồi Giữa lúc con rồng cháu rồng quan cá tôi cua đang túm tục nói cười bản tám với nhau chợt nghe có tiếng gọi trên trời kính hà long vương tiếp chỉ mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy một lực sĩ áo vàng tay bưng sắc chỉ của ngọc hoàng đi thẳng vào thủy phủ long vương ngay ngắn lại mũ áo đốt hương tiếp chỉ xong lực sĩ áo vàng lại quay về trời long vương tạ ơn mở chỉ ra xem thấy viết sắc bát hà tổng trấn đốc sấm xét tuân hành Sáng mai là mưa gió giải khắp chàng an thành Những điều nói trong sắc chỉ so với lời phán đoán của ông thầy bói Không sai chút nào cả Làm cho Long Vương hồn bay vách lạc Mãi hồi lâu Long Vương tỉnh lại nói với bọn thủy tộc Trần thế có người giỏi như thế Thực là bậc hiểu trời thấu đất Ta thua cuộc mất rồi Tướng quân cá cháy tâu Đại vương cứ yên tâm, muốn thắng nghi cũng không khó. Thần có một kế nhỏ bịt được miệng y lại. Có kế gì hay đó? Ta làm mưa sai thời khắc đi, bớt đi mấy giọt. Thế là người kia đoán không đúng rồi. Còn lo gì trắng thắng cuộc? Bây giờ ta sẽ lột chiêu bài và đuổi hắn cốt xéo đi. Có khó gì đâu. Long vương y lời tâu, không để tâm lo nghĩ gì nữa ngày hôm sau long vương hội thần gió thần sấm thần mây thần xét lại đến thẳng thành trường an cứ chờ đứng trên tầng mây cho mãi đến giờ tị mới đùn mây giờ mùi mới mưa xuống và chỉ mưa có ba thước bốn mươi giọt đổi chậm một giờ và bớt đi ba tức tám giọt sau khi tạnh mưa Long Vương sai các tướng về trước Rồi mới từ trên mây đi xuống Lại biến ra một người tu sĩ áo trắng Đi thẳng vào cửa hiệu của viên thủ thành Không để cho viên nói năng gì hết Đập phá ngay hết tất cả các chiêu bài Bút nghiền các thứ Ông thầy bói cứ ngồi im trên ghế Không thèm động đậy gì cả Long Vương càng tức giận Dơ ngay cánh cửa lên Cái giống người yêu quái bịa đặt họa phúc mẹ hoặc dần chúng bói đã không hay lại còn nói rằng nói qué thời khách mưa đã sai rồi số giọt mưa cũng không đúng lại còn nghẽo nghiệt ngồi trên hứ còn không xéo mau đi ta tha tội chết cho đây nhưng viên thủ thành vẫn ngồi yên không chút sợ sệt ngửa mặt lên trời <laughs> ta không sợ đâu đây chẳng có tội gì đáng chết cả, chỉ có nhà ngươi mới có tội chết. Dối người khác chứ dối ta sao được? Ta biết nhà ngươi không phải tu sĩ mà chính là kính Hà Long Vương. Nhà ngươi đã làm trái sắc chỉ ngọc hoàng thay đổi thời khắc, bớt số giọt mưa, nhà ngươi khó tránh được lưỡi đao trên oa Long Đài. Sao lại còn dám đến đây chửi ta? Long Vương nghe nói trong lòng run sợ sợi cả gáy lên bỏ cánh cửa xuống quỳ trước mặt ông thầy bói Xin ông bớt giận tôi ngờ đâu đùa giả thành thật phạm vào tội trời làm thế nào bây giờ mong ngài cứu giúp cho Ta không thể cứu được nhà ngươi nhưng có thể chỉ bảo cho một con đường sống để nhà ngươi tìm đến Xin Ngài chỉ giáo cho Được Ba khắc giờ ngọ ngày mai Ngươi bị giải đến quan nhân tàu tên là Ngụy Trưng để xử chém Nếu nhà ngươi còn muốn sống Phải đến ngay cầu cứu với đường Thái Tông Hoàng đế Ngụy Trưng là thừa tướng của vua đường Nếu đến nơi cầu được nhà vua thì mới được vô sự long vương nghe nói cáo từ gạt lệ ra đi kính hà long vương không dám trở về thủy phủ nữa cứ ở lại trên trời đợi đến giờ tí đi thẳng vào cửa cung lúc đó vua đường đang nằm mê đi ngắm hoa dưới trăng ở ngoài cửa cung long vương liền biến thành ra hình người tiến lên quỳ lại bệ hạ cứu mạng xin bệ hạ cứu mạng nhà ngươi là ai chấm sẽ cứu cho bệ hạ là chân long thần là nghiệp long vì phạm tội trời bị quan nhân tào là thừa tướng ngụy trưng bậc hiền thần của bệ hạ xử trảm nên thần đến đây cầu cứu bệ hạ nếu là ngụy trưng xử chém nhà người Chấm sẽ cứu mạng cho yên chí cứ về đi long vương vui vẻ cúi chào ra về thái tông tỉnh dậy đang nghi nghi hoặc hoặc một lúc sau vào hồi ba điểm chống canh năm thái tông thiết triều hội các quan văn võ lại các quan làm lễ xong rồi đứng lui ra hai bên vua đường đưa mắt phượng con ngươi rồng nhìn từng vị thấy trong ban văn quan có phòng huyền linh đố như hối từ thế tích hứa kính tôn vương khuê trong ban võ quan có mã tam bảo Đoàn Chí Hiền, Ân Khai Sơn, Trình Giảo Kim, Lưu Hồng Kỷ, Hồ Kính Đức, Trần Thúc Bảo, tất cả đều uy nghi nghiêm túc, duy chỉ thiếu có ngụy trưng thừa tướng. Vua đường viên gọi từ Thế Tức đến. Đêm qua chấm nằm mộng thấy một người đến trước mặt quỳ lại xưng là kính hạ lòng Vương, phạm vào tội trời, do quan nhân tào là ngụy trưng sự trảm. Long Vương đến cầu cứu với Chẩm Chẩm đã chót nhận lời Hôm nay trong chiều lại không thấy con ngụy Trương Làm thế nào bây giờ Theo ý hạ thần Bệ hạ đã chót nhận lời trong giấc mộng Bây giờ cần gọi ngay ngụy Trưng vào chầu Giữ ngụy Trưng ở lại cho cả ngày hôm nay Như thế mới cứu được Long Vương ở trong mộng được vua đường rất mừng sai quan lập tức tuyên triệu ngụy trưng vào chầu lại nói về ngụy trưng thừa tướng đêm đến ngồi xem thiên văn đương lúc đỉnh hương ngào ngạt chột nghe thấy có tiếng hạc kêu chín tầng mây thì ra là một vị tiên sứ trên trời mang chiếu chỉ ngọc hoàng sai đến giờ ngọ ba khắc ngày mai nằm mộng sự trảm kính hà long vương thừa tướng lạnh tạ ơn trời ăn chay tắm gội xong vào mài gươm tuệ kiếm vận động tinh thần ở trong phủ cho nên lần này không vào chầu được chợt thấy có quan dương giá bưng thánh chỉ đến triệu ngụy trưng rất lo sợ nhưng chả dám trái lệnh vua vội vàng sửa soạn mũ áo theo quan vào chầu cúi đầu trước vua đường nhưng vua đường lại nói khanh không có tội gì cả các quan đứng ở đấy vẫn chưa dám lui chầu đến bây giờ vua đường mới sai cuốn rèm tan trầu chỉ giữ riêng ngụy trưng ở lại cho lên xe kim loan cùng đi vào nội cung trước hết bàn việc yêu nhà yêu nước đến cuối giờ tị đầu giờ ngọ lại sai quan hồ mang bàn cờ ra và phán trẫm cùng hiền khanh đánh chơi một ván cờ nào các phi tần bày bàn cờ lên trên ngự án ngụy trưng tạ ơn rồi người đánh cờ với vua đường. Mỗi người đi một nước cờ riêng, bày thành thế trận. Đúng như Kim Loan Kinh đã nói. Trong đạo đánh cờ, quý ở chỗ nghiêm trang cẩn thận. Người cao cờ đánh ở trung tâm, người thấp cờ đánh ở ngoài biên. Người vừa vừa đánh ở các góc. Đó là lối thường trong đạo đánh cờ. Trong phép đánh cờ có nói là Thà thu một ván không bỏ một quân đánh bên trái chung bên phải đánh xa phải nhìn gần trước sau phòng thủ hai đằng đều cần thưa không nên chống nhiều máu không nên chặt quá so ra giữ quân để cầu toàn không bằng thí quân mà thủ thắng xét ra vô sự đấm tốt biên không bằng đem quân mà giữ thế người nhiều mình ít trước phải giữ nhà người ít mình nhiều cần đưa vào thế người khéo thắng không tranh người khéo trận không đánh người khéo đánh không thua người khéo thua không cuống đánh cờ trước phải thẳng thắn mà đi sau mới lừa mẹo mà thắng phàm bên địch vô sự mà tự giữ là có ý tấn công bỏ nước cờ nhỏ mà không cứu là có chứ mưu lớn những người vô mưu hạ tay là đi đi bừa không nghĩ chỉ tổ chóng thua kinh thi có câu rất nên thận trọng như xuống vực sâu vậy có thơ rằng bàn cờ là đất quân là trời tạo hóa âm dương chẳng phải chơi đến chỗ huyền vi thông biến ấy lan kha càng rõ đáng chê cười hai người đánh cờ đến giờ ngọ ba khắc chưa xong một ván ngụy trưng bỗng nhiên phục xuống dưới án ngủ gáy khổ khổ Hiền Khanh thật là hết lòng gây dựng đoan sông ra sức giữ nước cho nên bất giấc ngủ gà đây. Thái Tông cứ để cho ngủ, không hề khua dậy. Mãi một hồi lâu, Ngụy Trưng tỉnh dậy, sụp lại xuống đất tàu. Hạ thần thật đáng tội chết, vừa rồi không biết thế nào, tự nhiên ngất đi. Mong bệ hạ tha cho hạ thần cái tội khinh quân. Khanh làm gì có tội khinh quân Hãy đứng dậy Thôi Xóa ván trước đi Chấm lại đánh với Khanh một ván khác vậy Ngụy Trưng tạ ơn Vừa mới cầm cờ trên tay trực đi Chợt nghe thấy ở ngoài cửa chiều Có tiếng kêu gọi ầm ĩ. Một lúc Trần Thúc Bảo từ mẫu công Mang một cái đầu rồng hãy còn máu mê nhây nhuộm Để trước mặt vua tàu Tô bệ hạ Bể cạn sông khô còn có lúc như đây sự lạ chứa từng nghe thái tông và ngụy trưng vội đứng dậy thái tông hỏi Còn vật gì ở đâu thế ở nơi ngã tư ngoài phố cách hành lang phía nam độ một nghìn bước một cái đầu rồng từ trên trời mới rơi xuống hạ thần phải mang đến tâu vua đường hoảng sợ hỏi ngụy trưng vậy là thế nào bẩm hạ thần vừa mơ chém nó xong ạ à. trong lúc hiền khanh chập mắt ngủ chân tay không thấy cựa cậy lại không có đào kiếm làm sao mà lại chém được con rồng ấy tâu chúa công hạ thần thân ở bên vua hầu cờ tướng mơ màng chậm mắt chiêm bao rời bệ hạ cưỡi mây lành mạnh mẽ suốt thần trên oa long đài con rồng kia bị công chói giải tới Hạ thần nói Mi phạm phép trời Phải khắp bào tội chết Ta vâng mệnh trời chém đầu mi làm lệnh Dòng nghe đau đớn Cụp móng khép vây Cam chịu chết Hạ thần vận tinh thần Vén áo bào dạo bước Múa gươm thần Tiếng dao vừa nánh phập xuống Đầu rồng đã rụng ra Vua đường nghe tâu Trong lòng vừa mừng vừa sợ Mừng là khen thay ngụy trưng tài giỏi trong chiều có kẻ hào kiệt lo gì giang sơn chẳng vững bền sợ là trong rước chim bao đã hứa cứu mạng long vương không dè long vương lại bị chu diệt đành phải gắng ngượng tinh thần truyền chỉ cho thúc bảo bêu đầu rồng ra ngoài chợ để dân dân chúng ở trường an một mặt hậu thưởng ngụy trưng rồi các quan đều lui bước ra về Vua đường về đến cung, trong lòng lo lắng, nghĩ tới con rồng trong giấc mộng, kêu khóc cầu cứu. Ngờ đâu việc xảy ra, nó không tránh khỏi tai nạn. Ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy trong người mỏi mệt, khó chịu. Cuối canh hai đêm hôm ấy, bỗng nghe thấy tiếng kêu khóc ở ngoài cửa cung. Thái Tông càng thêm kinh sợ. Đường lúc thiều thiều, thấy Long Vương tay cầm một cái đầu máu mê nhảy nhụa kêu to. Đường Thái Tông trả mạng ta đây, trả mạng ta đây. Đêm qua nhà ngươi đã nhận lời cứu ta, sáng hôm nay sao lại còn sai quan nhân tào chém đầu ta? Người hãy tha đây, ta với người cùng xuống nơi Diêm Vương biện bạch. Y nắm chặt lấy Thái Tông, hai bên lần rằng co quát tháo, không chịu buông ra. Thái Tông không còn nói về đâu nữa, cũng toát cả mồ hôi, đường lúc rằng co khó xử thì trên khoảng trời phía chính nam có mây thơm ngào ngạt sương mù lững lờ một vị nữ chân nhân tiến đến cầm cành dương liễu phất một nhát con rồng không đầu kia kêu khóc ra khỏi cửa tây thì ra đấy là đức quan âm mồ tát vương phật chỉ đến đông độ tìm người lấy kinh nghỉ lại ở miếu thổ địa trong thành trường An. đêm nghe thấy quỷ khóc thần gào mới tới đuổi con rồng nghiệp chướng kia đi cứu thoát nhà vua. Con rồng kia không chịu thôi, lại dũng cõi âm phủ kiện vua đường. Thái Tông tỉnh dậy, có ma, có ma. Làm cho ba cung hoàng hậu, sáu viện phi tần, các quan thái giám hoảng sợ suốt đêm không dám ngủ. Canh năm đã tới, các quan văn võ đi chầu đều ở ngoài cửa chiều chờ đợi. Mãi cho đến trời sáng rõ, vua vẫn chưa tới chiều, làm cho vị nào vị ấy đều trù trừ lo sợ. Chờ đến mặt trời đã lên cao, mới có chiếu chỉ đưa ra nói. Lòng chậm không yên, tạm hãy miễn chiều. Chốc đã sáu bảy ngày trôi qua, các quan lo sợ đều muốn xin vào cung ít kiến và thăm hỏi. Thái hậu có chiếu chỉ mời quan thầy thuốc vào cung cắt thuốc. Các quan ở còn ngoài cửa triều đình chờ đợi tin tức hồi lâu Quan thầy thuốc đi ra Mọi người đều đến hỏi bệnh gì Thầy thuốc nói Mạch hoàng đế không đều Hư rồi lại xác Nói mê thấy mà Bắt mạch thấy đập 10 cái lại dừng Ngũ tạng không có khí Sợ rằng Chỉ trong năm ngày Thì sẽ hết chữa Mọi người đương hoảng sợ xôn xao Thái Tông lại có chiếu chỉ Gọi từ mộ công hộ quốc công út trì cung vào gặp nhà vua ba ông vội tới dưới lầu cung làm lễ xong thái tông gượng nói các hiền khanh này chậm mới 19 tuổi đã thống lính binh quyền đánh đồng dẹp bắc gian khổ bao năm không hề thấy mà thấy quỷ vậy mà ngày nay quả nhiên lại gặp mà hoàng thượng mở dựng cơ nghiệp giết người không biết bao nhiêu mà kể còn sợ gì ma quỷ khanh còn chưa tin à cứ đến đêm là có ma quỷ kêu khóc ném đá ném đất ở ngoài cửa cổng thật là khó ở ban ngày còn khá đến đêm thì không tài nào chịu được xin bệ hạ cứ yên tâm đêm nay thần và kính túc xin vào canh giữa cửa cung xem có ma quỷ gì không nào thái tông y lời tâu mậu công tạ ân lui ra chiều hôm ấy hai người đội mũ mặc giáp chỉnh tề vác giáo đeo gươm vào canh giữ ở ngoài cửa cung hai vị tướng đứng canh ở cửa cung suốt cả đêm chẳng thấy có ma quỷ gì hết đêm hôm ấy thái tông ngủ trong cung được yên giấc đến chiều vua đường tuyên triệu hai tướng vào cung để trọng thưởng. Chậm từ khi mắc bệnh tới nay, mấy ngày luôn không ngủ được. Đêm qua nhờ oai phòng hai tướng quân, Chấm được ngủ rất yên. Thôi, các khanh hãy trở về yên nghỉ, đến chiều lại vào hộ vệ. Hai tướng tạ ơn lui ra, nhờ đó luôn hai ba đêm nhà vua đều được ngủ yên. Nhưng vì cơm ăn kém đi nên bệnh thêm trầm trọng. Vua không nỡ để hai tướng khó nhọc mãi, lại truyền triệu thúc bảo Kim Đức và họ phòng họ đỗ vào cung dặn dò. Vài hôm nay, chậm tuy được nằm yên, nhưng không muốn để cho hai tướng tần hồ suốt đêm khó nhọc. Chậm muốn gọi mấy người thợ vé giỏi, đến vẽ truyền thần hai tướng đem dán ở ngoài cửa cung có được không các đại thần đều y theo kén hai người thợ vẽ vẽ truyền thần tướng tần hổ đúng cả mũ mão như vậy dán ở ngoài cửa từ đấy đêm đêm cũng được yên chuyện hai ba ngày sau ở cửa sau lại nghe thấy tiếng đột đột cạch đá đém lung tung Đến sáng, vua đường lại gọi quân thần bảo. Mấy hôm nay đằng cửa trước được yên ổn, nhưng ở cửa sau lại có tiếng ném đá, làm cho chậm sợ hãi lại không được yên giấc. Mộ công tiến lên tàu. Cửa trước không yên thì sai kinh túc thúc bảo hộ vệ. Cửa sau không yên nên sai ngụy chứng giữ gìn. Thái Tông y lời tâu, tuyên triệu ngụy trưng giữ gìn cửa sau ngụy trưng lĩnh chỉ mũ máu chỉnh tề đem bảo kiếm đứng canh ở cửa sau trung rất oai nghiêm gọn ghẽ cứ như thế suốt đêm đến sáng không có ma quỷ cửa sau cửa trước đều yên cả nhưng bệnh nhà vua càng ngày càng nặng thêm một hôm thái hậu truyền chỉ tuyên các quan vào cung bàn đến việc khâm liệm vua thái tông dặn dò từ mẫu công trông nom việc lớn nhà nước và giao phó lại thái tử theo như lưu bị thời tây thục ngày trước rồi mua đường tắm gội thay quần áo đợi giờ lên tiên ngụy trương ở bên cạnh nắm áo rồng lại tâu bệ hạ hãy yên tâm thần có một cách giữ gìn để bệ hạ sống lâu thôi Chậm nay bệnh đã quá nặng Sắp sửa về trời rồi Sống thế nào được nữa Hạ thần đây có một phong thư dâng lên bệ hạ Khi xuống âm ti sẽ giao cho viên phán quan ở phong đô tên là Thôi Giác Thôi Giác là ai? Thôi Giác là quan hầu của Đức Thái Thượng Hoàng trước kia trước lính trước lệnh tư châu sau thăng làm thị lang bộ lễ lúc còn sống là bạn thân với hạ thần giao du rất hậu nay làm chức phán quan ở dưới âm ty giữ sổ sinh tử ở phong đô trong giấc chiêm bao thường gặp gỡ chuyện trò với hạ thần nếu lần này bệ hạ giao được bức thư này cho y tất nhiên y nghĩ đến tôi đòi phận mỏng sẽ trả bệ hạ về trần Thái Tông nhận lấy bức thư bỏ vào trong túi, rồi nhắm mắt xuôi tay. Ba cung sáu viện, hoàng hậu phi tần, thái tử cùng hai ban văn võ đều cử ai phát phục, đặt linh cứu ở trên điện bạch khổ. Sau khi xuống âm ti, vua Thái Tông có được phán quan phong đô phóng thích về trần gian hay không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.